Rồi, chào toàn thể anh em ha. Đây là 8 con máy kích cá điện tử ha. Máy này là vừa bỏ vô thiền ha. Máy 4 phép lớn vừa bỏ vô thiền. Anh em đi một vợt được nè. Và đi bộ được ha. Máy thì em bao tất cả các loại cá nha nè. Cá lóc, đặc biệt là cá lóc là lên rất là đẹp luôn ha. Anh em mà đi đánh cá lóc với dòng máy này phê. Nói chung cá là lên đã lắm. Nó lên bực bực luôn nè. Cá ở dưới nước tầm 1,5 m nha, sâu quá thì không có bao nha, tầm 1,5 m trở lại thì nó ở dưới nó trào lên hết nè, trào nói chung là lên đã lắm. Anh em nào đi rồi thì biết à, còn những anh em nào chưa đi thì tham khảo thêm ha. Đó, đây là 8 con, đây em quay cho anh em xem ha. Đó, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó, máy thì có dây kẹp đồ đầy đủ hết nè, cò bóp đầy đủ hết. Rồi thì đầu video thì em đọc tên chủ nhân của các máy này ha, cho những anh em người ta đặt á thì có tên người ta yên tâm xíu ha. Nói chung thì có tên là có máy đó, có tên là có tới lượt rồi đó. Còn những anh em mà chưa có thì thông cảm đây em ha. Rồi anh em, những anh em đặt máy kích chuột đâu đó thì đợi em không thả ha. Quá trời, qua Tết hàng nó dòm anh em ơi. Qua Tết riêng làm không có xể luôn. Thì tranh thủ được gửi được mớ nào thì em gửi luôn. Thì một con đầu tiên á là của anh Dũng ở Phú Riềng Bình Định ha. Đó, con đầu tiên. Nói chung là em gửi em làm này em phải cân từng nguồn nước khác nhau nha. Máy kích cá nó riêng nha, không phải như kích chuột chứ kích lương. Kích lương thì với chuột á thì không có cần con tần số chỉnh tần số gì hết, không cần căng cái điện áp điện vọng gì, không cần gì hết. Còn cái riêng dòng máy đánh cá mình phải canh theo từng nguồn nước nha. Còn thứ hai đó là của anh Nhân Châu Thành A Hậu Giang nha, con thứ hai đó. Rồi con thứ ba là của anh Tý ở Cao Lãnh Đồng Tháp. Rồi con thứ tư của anh Tấn ở Bào Bàng Bình Dương ha. Còn thứ năm là của anh Hiếu, thứ năm này Hiếu Thuận An Bình Dương luôn đó. Hai anh ở Bình Dương, Bào Bàng với Thuận An. Còn nữa của anh Chí Vĩnh Hưng Long An ha. Còn thứ bảy là của anh Sơn cái sách Sóc Trăng. Con còn lại của anh An ở Lấp Vò Đồng Tháp ha. Nói chung này mỗi người mỗi nguồn nước khác nhau ha. Em làm thì em sẽ cân chỉnh cái biến áp, thứ nhất là mình quấn biến áp này nè, đây là máy 4 phép lớn nè. Thứ nhất là mình quấn biến áp này nè, cái này chạy 42 nha. Và thứ hai mình cân chỉnh điện trở tụ ha. Nói chung không máy nào giống máy nào nha. Nhờ anh em về ví dụ coi cái video này đi, thấy hàng tụ này, cái tới em gắp máy khác cái hàng tụ nó lớn hơn hoặc là nó nhỏ hơn thì bạn thua mình cân chỉnh theo nguồn nước ha. Và tụ bơm nhiều khi mình chạy 50 m, nhiều khi chạy 7 hoặc 8 hoặc 4 vậy đó, tùy ha, tùy theo nguồn nước mình cân chỉnh theo cái biến áp ha, chứ không phải là máy nào về đánh cái nguồn nước nào cũng được, không có ha. Bên em gắp thì gắp theo nguồn nước, thành ra không có gắp đại trà. Đại trà là sao? Đại trà là gắp ví dụ gắp một hơi mấy chục cái vậy đó, cái có người đặt gửi, người đặt gửi không cần biết chỗ đó nước sao hết. Cũng như mấy cái dòng máy tàu, máy tàu máy Trung Quốc, máy Đại Bàng rồi đó, Đại Bàng Trắng hoặc là BS rồi đó, mấy dòng đó đó gọi là gắp đại trà nha. Tại người ta sản xuất ra một lô mấy ngàn máy vậy đó, xong người ta phân phối đi mấy đại lý, xong người ta bán mới tới tay anh em mình xài ha. Thì đây để em test sơ cho anh em mình xem con máy này cái ha. Nói chung test nó đèn thì để cho máy biết máy hoạt động thôi ha, chứ nó không có nói được gì vậy. Nhưng mà anh em nghe tiếng thì anh em biết máy ngon không? Anh em đi chuyên nghiệp nghe tiếng là biết. Thở nắp đây, em dặn nhỏ nhất này. Tắt bầm này. Đó, dặn lớn lên nè. Cũng đèn sáng maximum nha. Anh em nghe tiếng này ha, để em dịnh lại cái tiếng quạt nó hú dịnh lại.
Rồi bật bơm nè. À, chỉnh nhanh lên nè. À, chậm lên nè. Tắt bơm nè. À. Đây nè, cái nút đỏ này là tần số mạnh yếu nha. Chỉnh theo kim đồng hồ là mạnh. Còn chỉnh ngược lại là yếu. Còn đây là bơm xung. Bơm xung là trộn xung á. Trộn tít 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 á. Nó kết hợp công tắc ở trong cái nút này luôn. Dặn lên ngay cái tách nè. Đó là nó trộn nha. Thì muốn trộn nhanh thì nhận dặn lớn lên. Đó, lớn lớn gì nè. Là nó nhanh. Còn đỏ là giật nè. Đen là mát. Mát thì mình đi một giật mình thả mát. Còn mình đi bộ á. Thì có thể đi hai giật luôn. Hai cây chĩa. Hai cây giật hoặc là một giật một chĩa nha. Tùy nè. Thì cái máy 4 feet lớn nè. Là em bán là giá 1 triệu 2 em bao ship nha. 1 triệu 2. Đó. Nói rẻ thì không rẻ mà mắc không mắc ha. Thì tùy theo giá nào, tiền nào của đó anh em ơi. Bảo hành cho anh em 6 tháng nha. Đây, có tem, trước khi gửi có tem bảo hành nha. Đó. Tất cả máy đều có tem bảo hành hết nha. Em ghi ngày tháng đàng hoàng hết nè. Em gửi ngày 8 nè, em ghi ngày 13, em trừ hao 5 ngày ha. 5 ngày, cái khi ngày gửi đến ngày em nhận là 5 ngày. Nhưng mà thường em gửi khoảng 2-3 ngày là tới. Tại em trừ hao thôi, 1-2 ngày không tính đâu ha. Bảo hành 6 tháng ha. À, tháng 2 năm 2023 nè. À, rồi thì anh em nào nhu cầu thì liên hệ trực tiếp xuống thoại em để ghi trong tiêu đề. Nếu anh em không thấy trong tiêu đề thì anh em xuống cái phần mô tả ha, mô tả của video thì anh em gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo để lại tin nhắn nha. Có nhiều khi anh em gọi mà em tắt máy, gọi trực tiếp qua số điện thoại em tắt máy gọi không được, anh em có thể để lại tin nhắn qua số điện thoại hoặc là kết bạn Zalo ha. Ừ. Rồi anh em hợp ý thì cứ liên hệ em.